tất cả các em. Cô rất vui được gặp các em trong tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. Để tiếp thu kiến thức của bài học này một cách dễ hơn, thì cô và các em cùng ôn lại các kiến thức cũ đã được học. Các em hãy đọc câu hỏi thứ nhất và trả lời. Các em xem đáp án. Một vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu thì tôi gọi đó là dấu hiệu. Và dấu hiệu thường được ký hiệu bằng các chữ cái, in hoa, chữ x, chữ y, vân vân. Các em chuyển sang câu 2. Các em xem đáp án. Tôi thấy số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu được gọi là tần số của giá trị đó. Và tần số được ký hiệu bằng chữ n nhỏ. Chúng ta sẽ làm bài tập tiếp theo. Các em hãy nhìn lên màn hình và đọc đề bài tập. Sau đó các em giải câu A. Như vậy, để tìm được dấu hiệu ở đây là gì thì các em quan sát xem trong các bảng đề toán cho, xem thử các vấn đề mà người điều tra quan tâm tìm hiểu ở đây sẽ là gì. Đó chính là dấu hiệu. Như vậy, ta có dấu hiệu ở đây là điểm thi môn toán học kỳ 1 của mỗi học sinh. Và trong các bảng này, các em thấy các em đếm có tất cả là 20 giá trị. Như vậy, ta có 20 giá trị của dấu hiệu. Các em sang câu B. Theo kết quả của câu A thì các em thấy có 20 giá trị. Nhưng mà trong 20 giá trị đó, các em xem thử sẽ có bao nhiêu giá trị khác nhau. Và các giá trị khác nhau đó sẽ là gì? Các em xem đáp án. Có 7 giá trị khác nhau trong dãy giá trị của dấu hiệu. Đó là 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Ta chuyển sang câu C. Ở câu C, các em muốn tìm được tần số của học sinh đạt điểm 9 thì các em quan sát trong cái bảng này, các em đếm xem thử có bao nhiêu em học sinh đạt được điểm 9. Như vậy, sau khi quan sát thì ta thấy có 5 em đạt điểm 9. Như vậy, ta có đáp án tần số của học sinh đạt điểm 9 là 5. Như vậy, chúng ta đã ôn lại được những kiến thức chúng ta đã học ở những bài học trước. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Các em lấy vở ra ghi bài. Chúng ta sẽ học tiết 43, bảng tần số các giá trị của dấu hiệu. Các em nhìn lên màn hình và đọc mục tiêu của bài học này. Và trong quá trình học thì các em hãy cố gắng tập trung để dễ nắm được bài. Và các em phải chuẩn bị sách giáo khoa, vở và bút để ghi chép. Chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Phần 1, lập bảng tần số.
để lập được bảng bằng số. Các em hãy làm bài tập chấm hỏi 1 sách giáo khoa. Các em hãy đọc đề bài. Các em hãy quan sát bảng bảy. Trong bảng bảy ta có khối lượng chè trong từng hộp và được tính bằng gam. Vậy sau khi quan sát cái bảng bảy này, các em hãy vẽ một cái khung hình chữ nhật gồm hai dòng. Dòng trên các em hãy ghi lại các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần. Và ở dòng dưới các em ghi các tần số tương ứng của mỗi giá trị đó. Ta sẽ làm như sau. Như vậy, sau khi các em quan sát trong cái bảng bảy này, thì các em thấy trong bảng bảy có 30 giá trị, nhưng mà trong 30 giá trị đó chỉ có 5 giá trị khác nhau. Đó là 98, 99, 100, 101 và 102. Và trong cái bảng bảy các em thấy nè, giá trị 98 sẽ xuất hiện 3 lần. Như vậy, 98 có tần số tương ứng là 3. Tương tự, 99 có tần số tương ứng là 4. 100 có tần số tương ứng là 16. 101 có tần số tương ứng là 4. 102 sẽ có tần số tương ứng là 3. Như vậy, các em sẽ được một cái khung hình chữ nhật theo yêu cầu của bài toán. Bây giờ từ cái bảng này thì các em thấy nè, các giá trị 98, 99, 100, 101, 102 là các giá trị khác nhau. Và các giá trị khác nhau đó được ký hiệu là x. Và các số 3, 4, 16, 4, 3 được gọi là các tần số tương ứng của các giá trị đó. Và số các giá trị ở đây là 30 giá trị. Như vậy bây giờ ta thêm vào ở bảng này cột giá trị x và tần số n, và số các giá trị là n lớn bằng 30, thì các em sẽ được một bảng tần số như sau. Đó, như vậy các em thấy này, bảng tần số thì có hai dòng. Dòng thứ nhất các em ghi các giá trị khác nhau, và dòng thứ hai các em ghi các tần số tương ứng của các giá trị đó, và các em ghi số các giá trị. Như vậy các em thấy từ cái bảng bảy đã cho ở sách giáo khoa, ta sẽ lập được cái bảng tần số như thế này. Và cái bảng tần số này người ta còn gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Và em thấy cái bảng tần số ta vừa lập là nó gồm có hai dòng. Vậy cái bảng tần số này ta gọi là bảng tần số ở dạng ngang. Và bây giờ cái bảng tần số dạng ngang này, các em đổi dòng thành cột, tức là các em đổi hai cái dòng này thành hai cột, thì các em cũng thu được một bảng tần số. Nhưng mà bảng tần số dạng như vậy người ta gọi là bảng tần số dạng dọc. Đó là nội dung của cái phần chú ý tiếp theo. Như vậy các em thấy ta có thể chuyển một cái bảng tần số dạng ngang thành một cái bảng tần số dạng dọc bằng cách là các em chuyển dòng thành cột, thì các em sẽ thu được một cái tần số như thế này, bảng tần số như thế này, và ta gọi bảng tần số này là bảng tần số dọc. Các em chuyển sang chú ý thứ hai. Vậy cái bảng tần số sẽ có lợi ích như thế nào?
Thì các em thấy bảng tần số sẽ giúp cho chúng ta dễ quan sát, nhận xét về giá trị của dấu hiệu một cách dễ dàng hơn so với các bảng số liệu thống kê ban đầu. Đồng thời bảng tần số sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tính toán sau này. Sau này các em học những bài sau thì các em sẽ gặp rất nhiều về bảng tần số. Như vậy các em thấy từ bảng tần số thì các em có thể nhận xét về giá trị của các dấu hiệu một cách dễ dàng so với bảng số liệu thống kê ban đầu. Vậy để khắc sâu về cái chú ý thứ hai thì cô mời các em quan sát cái ví dụ tiếp theo. Chẳng hạn như từ cái bảng tần số này thì các em có thể rút ra được một số nhận xét như sau. Trong bảng tần số các em thấy số các giá trị tức là n sẽ bằng 30. Như vậy các em có thể nhận xét có 30 giá trị nhưng mà chỉ có 5 giá trị khác nhau, đó là 98, 99, 100, 101 và 102. Và các em quan sát trong các bảng tần số thì các em thấy giá trị 100 có tần số tương ứng là 16. Vậy ta sẽ có nhận xét là có 16 hộp chè có khối lượng là 100 g. Hoặc là giá trị 98 có tần số tương ứng là 3. Thì các em nêu nhận xét là số hộp chè có khối lượng là 98 g là 3. Hoặc là có 4 hộp chè có khối lượng là 101 g. Như vậy các em đã được học khi nào thì chúng ta sẽ lập được bảng tần số, tức là khi đề toán cho một cái bảng số liệu thống kê ban đầu thì các em có thể lập được bảng tần số. Và từ cái bảng tần số các em lập thì các em sẽ nêu được một số cái nhận xét. Và khi lập bảng tần số thì có thể các em lập bảng tần số ở dạng ngang hoặc là bảng tần số ở dạng dọc. Như vậy các em thấy từ bảng số liệu thống kê ban đầu thì các em có thể lập được bảng tần số hay là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Và bảng tần số sẽ giúp cho người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này. Các em có thể đọc và học cái phần này ở trong sách giáo khoa. Và bây giờ để khắc sâu thêm những kiến thức chúng ta vừa học thì các em làm các bài tập sau. Các em cùng cô làm bài tập số 6 sách giáo khoa trang 10. Các em phải đọc đề ở trên màn hình hoặc là các em có thể đọc đề ở sách giáo khoa. Sau khi đọc đề các em hãy làm câu A. Và trong bài tập 6 các em thấy nè, có vấn đề mà người điều tra người ta quan tâm đến sẽ là gì? Thì đó chính là dấu hiệu cần tìm. Các em xem đáp án. Như vậy, cái vấn đề mà người điều tra quan tâm ở đây là số con của mỗi gia đình thuộc một thôn. Như vậy, ta sẽ có dấu hiệu là số con của mỗi gia đình. Và bây giờ làm thế nào để các em lập được bảng tần số? Muốn lập được bảng tần số thì các em quan sát trong cái bảng 11 này. Các em đếm xem thử nó có tất cả bao nhiêu giá trị. Và trong tất cả các giá trị đó thì có bao nhiêu giá trị khác nhau và mỗi giá trị khác nhau sẽ có tần số tương ứng là bao nhiêu. Từ đó các em sẽ lập được một cái bảng tần số dạng ngang như thế này. Thì các em thấy trong cái bảng 11 á, đề toán cho là có 30 giá trị nhưng mà trong 30 giá trị này chỉ có 5 giá trị khác nhau, đó là 0, 1, 2, 3 và 4. Và các giá trị đó có tần số tương ứng là
hai, bởi vì ta thấy giá trị không xuất hiện hai lần trong cái bảng 11, giá trị một xuất hiện 4 lần trong cái bảng đó, giá trị 2 xuất hiện 17 lần, giá trị 3 xuất hiện 5 lần và giá trị 4 xuất hiện 2 lần. Và ở đây ta có số các giá trị, tức là n sẽ bằng 30. Như vậy các em đã lập được bảng tần số. Các em chuyển sang câu B. Ở câu B, như vậy từ cái bảng tần số vừa lập thì các em hãy nêu một số nhận xét về số con của 30 gia đình trong thôn. Các em có thể nêu nhận xét theo gợi ý ở trong sách giáo khoa. Đó là các em xem thử số con của các gia đình trong thôn chủ yếu thuộc vào khoản nào. Và cái số gia đình đông con, tức là có 3 con trở lên nhé, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu. Từ cái bảng tần số lập được, các em có thể nêu một số nhận xét như sau. Trong bảng giá trị các em thấy, giá trị 2 có tần số là 17. 2 là có 17 gia đình là có 2 con. Như vậy các em sẽ nêu nhận xét là số con của các gia đình trong thôn chủ yếu là 2 con và sẽ chiếm tỷ lệ cao nhất. Ở trong bảng tần số các em thấy này, có 5 gia đình là có 3 con. Và ta nhận xét là có 5 gia đình có 3 con. Và các em thấy cái số gia đình mà có 3 con trở lên nhé, sẽ là 7 gia đình. Bởi vì có 5 gia đình có 3 con, có 2 gia đình có 4 con. Như vậy ta có 7 gia đình là có từ 3 con trở lên. Như vậy muốn biết cái số gia đình á, có 3 con trở lên chiếm một tỷ lệ bao nhiêu thì các em lấy 7 chia cho 30. Ta sẽ được số gia đình có 3 con trở lên là chiếm 23,3%. Như vậy từ bảng tần số thì các em sẽ nêu lên được một số cái nhận xét. Ngoài những nhận xét cô vừa nêu thì các em có thể nêu thêm một số nhận xét tương tự y như vậy nữa. Các em chuyển sang bài tập số 7. Các em có thể đọc đề trên màn hình hoặc là đọc đề ở trong sách giáo khoa. Các em giải câu A. Sau khi đọc đề các em thấy cái vấn đề mà người điều tra quan tâm ở đây là gì các em? À, đó chính là tuổi nghề của mỗi công nhân. Như vậy ta có dấu hiệu là tuổi nghề của mỗi công nhân. Và các em đếm trong cái bảng 12 người ta cho thì ta có tất cả là 25 giá trị. Như vậy số các giá trị sẽ là 25. Chúng ta tiếp tục câu B. Tương tự, để lập được bảng tần số thì các em quan sát trong bảng 12 thì các em thấy có bao nhiêu giá trị, và trong tất cả các giá trị đó thì sẽ có được bao nhiêu giá trị khác nhau, và các giá trị khác nhau đó sẽ có tần số tương ứng là bao nhiêu. Thì từ đó các em sẽ lập được cái bảng tần số như thế này. À, ở đây ta có tất cả là 25 giá trị. Nhưng mà trong 25 giá trị đó thì ta có 10 giá trị khác nhau, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và trong bảng 12 ta thấy giá trị 1 chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Vậy giá trị 1 sẽ có tần số tương ứng là 1. Tương tự 2 có tần số tương ứng là 3.
3 có tần số tương ứng là 1, 4 có tần số là 6, 5 có tần số là 3, 6 có tần số là 1, 7 có tần số là 5, 8 có tần số là 2, 9 có tần số là 1 và 10 có tần số là 2. Và số các giá trị n sẽ bằng 25. Và từ cái bảng tần số vừa lập được thì các em có thể nêu được một số nhận xét. Chẳng hạn như các em có thể thấy trong cái bảng tần số này, số các giá trị n bằng 25. Như vậy các em nhận xét phân xưởng đó có 25 công nhân. Hai là số các giá trị là 25 và có 10 giá trị khác nhau. Hoặc các em có thể nêu cái nhận xét thứ hai. Tôi thấy trong các giá trị này thì một là giá trị nhỏ nhỏ nhất và 10 là giá trị lớn lớn nhất. Như vậy tuổi nghề thấp nhất của công nhân sẽ là 1 năm. Và ta có tuổi nghề cao nhất của công nhân sẽ là 10 năm. Hoặc em thấy trong cái bảng tần số này nè, thì trong tất cả các tần số tương ứng thì ta thấy tần số lớn nhất là 6 và giá trị nào có tần số lớn nhất là 6 thì ta thấy đó chính là giá trị 4. Như vậy giá trị mà có cái tần số lớn nhất chính là 4. Như vậy từ cái bảng tần số này các em đã nêu được một số cái nhận xét. Ngoài bốn cái nhận xét cô cho các em thì các em có thể nêu một số cái nhận xét tương tự y như vậy. Các em ghi bài vào vở. Các em chuyển sang phần học tiếp theo, hướng dẫn học ở nhà. Các em ghi chép và làm theo các hướng dẫn của cô. Như vậy, tiết học ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Cô chúc các em mạnh khỏe và luôn luôn học giỏi. Cô cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong tiết học ngày hôm nay. Chào các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.